Đến nay, ngày 25 tháng 8, Đà Nẵng đã trải qua 10 ngày siết chặt giãn cách. Tận dụng thời gian vàng này, những ngày qua, ngành y tế và các địa phương đã triển khai tổng thể các giải pháp y tế để sớm kiểm soát các chuỗi lây nhiễm. Tất cả được thực hiện đồng bộ từ xét nghiệm diện rộng, truy vết, tiêm vaccine đến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa tử vong. Là điểm nóng dịch bệnh của Đà Nẵng, trong 10 ngày siết chặt giãn cách, quận Sơn Trà đã huy động nhân lực tập trung kiểm soát chặt chẽ vùng cách ly y tế tại 5 phường. Kế hoạch xét nghiệm diện rộng được triển khai nhanh chóng. Cả 3 đợt xét nghiệm, quận đạt con số kỷ lục với hơn 646.000 lượt người được lấy mẫu xét nghiệm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, tách hơn 100 F0 ra khỏi cộng đồng để theo dõi y tế và điều trị, ngăn chặn lây lan diện rộng. Đến nay thì chúng tôi đã giải phóng toàn bộ những khu cách ly lớn và bây giờ chỉ có 37 điểm là cách ly y tế có F0. Nhưng mà qua xét nghiệm mấy ngày nay thì các khu cách ly y tế của 37 điểm này và chúng tôi đều có kết quả âm tính. Ngay sau khi thành phố siết chặt giãn cách, các địa phương đã đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, bao gồm người dân trong các khu phong tỏa, đại diện hộ gia đình và lực lượng giao nhận hàng hóa tham gia phòng chống dịch. Quy trình lấy mẫu được ngành y tế thực hiện đúng quy định, việc giãn cách tại các điểm lấy mẫu được đảm bảo. Các tổ dân phố rà soát kỹ, không để sót đối tượng. Là tổ COVID cộng đồng, coi như đến từng nhà, gõ từng người và phát giấy mời cho từng hộ để người ta họ làm nhiệm vụ xét nghiệm bằng đây là lần thứ 3. Nói chung trong tổ nói chung là đầy đủ, không thiếu sót một người nào bỏ lại phía sau, kể cả những người ở nhà trọ. Qua từng cái đợt thì chúng ta đã bóc tách ra được rất là nhiều F0 ở cộng đồng cũng như là ở các cái khu phong tỏa sau khi có những ca F0. Và mặc dù là số ca F0 vẫn chưa giảm, tuy nhiên chúng tôi đánh giá là tình hình qua 3 cái chu kỳ của 3 ngày thì có cái dấu hiệu đặc biệt là những cái ca ở cộng đồng đã giảm xuống rất là rõ và số lượng ca bệnh cũng vẫn nằm trong cái tình hình kiểm soát của thành phố Đà Nẵng. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, qua 3 đợt triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đã có xấp xỉ 1,2 triệu lượt người được lấy mẫu xét nghiệm. Qua đây, đã phát hiện hàng trăm ca mắc COVID-19. Trong đó, riêng chủ lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường đã phát sinh hơn 1.000 ca, nâng tổng số ca mắc từ ngày 10 tháng 7 đến nay vượt mốc 3.000 ca. Ở tuyến đầu, các y bác sĩ đang nỗ lực điều trị khoảng 1.700 bệnh nhân COVID-19. Phải theo dõi sát bệnh nhân đến 24 tiếng. Không theo dõi được, không nghỉ ngơi được phút giây nào. Thậm chí có một ngày mà có bệnh nhân trở nặng đó, mình phải vào và tắm, vào thay đồ và theo dõi chăm sóc bệnh nhân 3-4 tiếng đồng hồ liên tục. 10 ngày vàng giãn cách, Đà Nẵng đã tổng lực tấn công để phát hiện, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Cùng với đó, thành phố cũng tiếp tục gia cố tấm khiên vaccine để ứng phó với COVID-19. Hơn 40.000 người đã được tiêm chủng ngay trong thời gian giãn cách. Tôn giáo nó quan hệ giữa cái cộng đồng, giữa tín đồ và chức sắc nó nhiều hơn, nên nhà nước quan tâm thì nhà nước quan đại diện cho tôn giáo thì cũng xin cảm ơn. Đội tiêm chủng này là đã chuyên nghiệp rồi, đi xuyên suốt bằng tất cả các đợt đúng theo quy trình tiêm chủng một chiều của Bộ Y tế. Còn lại đội xử trí sau tiêm mà lỡ mà sốc phản ứng đồ chi xảy ra thì do bệnh viện Ung Bướu đảm trách thì là họ luôn trong tư thế sẵn sàng. Có thể thấy, 10 ngày vàng siết chặt giãn cách đã được ngành y tế và các địa phương tận dụng triệt để, giúp tách nhiều F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, cũng tạo cơ sở để đánh giá nguy cơ từng địa bàn, nhằm tiếp tục áp dụng biện pháp phù hợp. Trong cái tình hình hiện nay thì chúng ta vẫn phải đi đồng bộ rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta vẫn tiếp tục cái việc mà triển khai tiêm chủng cho người dân và đặc biệt là xác định các cái đối tượng đợt thứ 3 xét nghiệm thì chúng ta sẽ xác định rõ hơn về những cái vùng được gọi là vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh theo cái định hướng của ban chỉ đạo thành phố. Và mỗi một tương ứng mỗi một vùng thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược xét nghiệm nó tương thích với cái tần suất, với cái quy mô cũng như là cái mức độ đại diện. Ví dụ như ở các cái khu vùng đỏ thì chắc chắn là chúng ta phải xét nghiệm liên tục 3 ngày một lần toàn bộ người dân để chúng ta bóc F0 ra nhanh nhất. 10 ngày siết chặt giãn cách, thành phố đã đi đúng hướng để kiểm soát dịch. Các biện pháp phòng chống dịch phù hợp nhất với từng khu vực sẽ tiếp tục được Đà Nẵng triển khai để sớm đẩy lùi COVID-19.